Một khung cảnh hoang sơ tiêu điều. Quý vị và các bạn đang nhìn thấy những cái hình ảnh về bệnh Việt hữu nghị Việt Đức tại Hà Nam. Ở một cái khung cảnh hoang tàn, rêu phong. Hôm nay thì tôi tới đây để chia sẻ đến quý vị và các bạn những hình ảnh về bệnh viện Việt Đức được đầu tư rất là quy mô, rất lớn nhưng hiện tại thì khá là hoang tàn. Bây giờ thì mọi người hãy cùng tôi đi vào khu vực này xem hoang tàn như thế nào mọi người nhé. Ở khu vực này thì cũng trồng được một số cái cây rất là đẹp đây rồi. Nhưng hiện tại thì không có một bóng dáng nhân viên, bác sĩ, thậm chí là bảo vệ, không có. Thật sự là tôi thấy là khá là hoang tàn. À, những cái khu tường đây tôi thấy là khá là rêu phong rồi mọi người. Ở kia thì cũng có những cái khu lán để đi lại chống mưa. Và nơi đây thì thật sự là một cái nơi rất là quy mô. Đây, đây là khu cổng mọi người nhé. Đây là khu cổng và được rào những cái khu rào chắn ở đây. Những cái ngọn đèn cao áp được đầu tư rất là quy mô rộng lớn. Nhưng không có một cái bóng dáng bác sĩ nào ở đây. Một công trình rất lớn, đầu tư rất quy mô nhưng hiện tại thì là một cái sự tiếc nuối. Những con đường trong bệnh viện đây, mọi người có thể thấy được rằng là ở khu vực này thì những cái con đường nó đã mọc những cái cây cỏ lên rồi. Và phía đằng kia cũng có một cái bệnh viện nữa, đó là bệnh viện Bạch Mai mọi người. Đây, tôi thấy không một ai dọn chăm sóc gì ở trong này. Có thể nói là một cái khu bệnh viện hoang, không một ai chăm sóc. Những cái cây thì được đầu tư trồng rất là đẹp tại đây nhưng mà không có một ai mọi người. Rất lớn nhưng mà hiện tại thì quá là buồn cho một cái khu bệnh viện rất là lớn như thế này. Hiện tại tôi đang ở trong khuôn viên của bệnh viện. Tiếc nuối cho một cái khu bệnh viện thật sự rất lớn. Và tôi nghĩ rằng là khi mà đầu tư vào đây thì những cái bác sĩ ở trên Hà Nội thì người ta có nhà cửa, có gia đình người ta ở đấy rồi. Người ta rất là ngại xuống đây. Bác sĩ giỏi người ta không xuống đây nên là cái việc mà đầu tư vào đây thì không thu hút được bác sĩ. Nếu như ở đây là đầu tư một cái bệnh viện đa khoa thì có lẽ rằng là có người họ tới đây thu hút được những bác sĩ tới đây. Nhưng hiện tại rêu phong, rất là buồn khi mà chứng kiến một cái bệnh viện phải nói là quy mô quốc tế nhưng đã bị bỏ hoang như thế này. Đây là một cái khu bể nước rồi. Rất đẹp mọi người nhé. Khu bể nước rất đẹp luôn. Và tôi thấy ở kia là có những cái mũ bảo hộ lao động. Không biết là ở cái khu ngoài kia hay là ở mấy bạn trẻ tới đây chơi. Đó, thì đây có những cái khu 4-5 cái lá cờ mọi người. 5 cái lá cờ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Như vậy là sẽ có mấy nước để hình thành lên cái bệnh viện này. Và gần như kiểu là một cái công ty liên doanh vậy. Rất là nhiều loại cỏ ở trong này. Và ở kia thì có nhiều thứ hoang tàn. Đây tôi thấy là hình như là cái gì đó như kiểu là cái gì đó, cái này là người ta đốt cháy mọi người. Đốt cháy, đã bị đốt cháy. Và nơi đây thì cái khu hồ này rất đẹp nhé. Có cả những cái vòi phun nước đây. Thiết kế rất là quy mô nhưng mà hiện tại thì buồn thay cho bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Đó, mọi người có thể thấy chưa?
một bệnh viện rất lớn. Mọi người hãy cùng tôi đi vòng vào đằng kia một chút xem có gì không nhé. Ở đằng kia thì có một số cái kia, tôi thấy có một cái xe máy, có lẽ là của cái bác bảo vệ trên kia đó. Thì tôi thấy hoang tàn, thật sự là rất hoang tàn. Ở đây thì là một cái khuôn viên và nó hình tròn mọi người. Ở đằng kia thì nhiều bệnh viện không thể được có cái quy mô lớn và đẹp như thế này đâu. Thật sự là như vậy. Ở đây tôi vẫn thấy có một số cái quạt, không biết là của công trường hay là như thế nào. Hiện tại thì một số loài chim đã tới đây trú ngụ. Đây còn có một cái bàn làm việc, tôi không hiểu rằng là làm việc gì nữa, hay là nhân viên dọn vệ sinh ở trong này đó. Mọi người thấy chưa, bệnh viện Việt Đức hoang tàn lêu phong, thật sự rất là hoang tàn lêu phong. Và từ đây thì chúng ta có thể ngắm cái tầm mắt ra chỗ khu vực kia là sẽ là có cái con đường đi ra Phủ Lý, Hà Nam. Và đoạn đường đó thì hiện tại cũng đang được đổ rất là mới và đẹp rồi. Đây thì chúng ta có thể quan sát được đây. Chỗ này tôi cảm tưởng như kiểu cái hành lang của bệnh viện nó rộng như sân bay vậy. Quy mô thiết kế cực kỳ hiện đại. Phía bên trên này chúng ta có thể thấy được là những cái đèn này và một số những cái thanh gỗ. Cửa này, chúng ta có thể thấy được những cái cửa, khu cửa rất lớn. Đây, mà không thấy một bóng dáng bác sĩ nào. Nếu như có một cô y tá hay một bác sĩ xinh xinh ở đây thì tôi sẽ hỏi thêm tình trạng của bệnh viện là hiện tại như thế nào mà lại để hoang như thế này, lãng phí quá. Không chỉ đầu tư bệnh viện Việt Đức mà còn đầu tư cả bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại thì tôi đang đi tìm bác sĩ ở bệnh viện Việt Đức tại trụ sở 2 thuộc Phủ Lý, Hà Nam, gần Liêm Tuyền mọi người nhé. Đó thì chỗ kia cũng có một cái tôi vừa đậm vào mà nó gần như kiểu là cái gì nó cháy. Nhưng mà có lẽ là không phải. Đây, đây cũng là một cái bể vòi phun nước nhưng mà phía bên này thì không có nước nữa mọi người nhé. Phía bên này thì không có nước. Nhìn chung quy lại thì cái bệnh viện này cũng rất là đẹp. Đây, chỗ này thì có lẽ là bị phơi nắng và có lẽ là long lêu mọi người, không phải là đốt cái gì đâu. Nhưng thực sự nó rất là cứng, rất cứng mọi người nhé. Đây, cái hệ thống phun nước rất là đẹp tại bệnh viện đây. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi. Tôi nghĩ là nếu như cho tôi mở cửa cho tôi đi vào cái bệnh viện này, thật sự thì nó rộng thênh thang mọi người. Và nếu như mà cho ngủ một mình ở cái bệnh viện này, người mà yếu bóng vía thì có lẽ là sợ chết khiếp. Đấy, bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thuộc Hà Nam. Đây, những cái trụ rất lớn này, biết bao nhiêu tiền của dân, của nước đây. Đây, tôi thấy cái sự hoang tàn tiếp theo của đây, một số cái bóng điện. Một số cây bóng điện đã bị lụng xuống. Đấy thì mọi người hãy cùng gió biển đi tiếp lại đằng kia xem nhé. Như vậy là quy mô của bệnh viện Việt Đức thì rất là lớn rồi. Nhưng cái sự hoang tàn của nó thì cũng rất lớn. Và cái quy mô của bệnh viện thì cũng cực kỳ lớn. Và hôm nay thì tôi tới đây để chia sẻ đến quý anh chị, tất cả mọi người về bệnh viện Việt Đức 2 tại cơ sở Hà Nam hiện tại hiện trạng như thế nào. Những cái cây được mới trồng, tôi trông giống những cái cây xấu và một số cái cây khác. Đây là cái hành lang của bệnh viện mọi người nhé. Wow, tôi sẽ đi lên trên này. Cái hành lang của bệnh viện, nếu mà có bác sĩ thì ở đây thì tôi lên Hà Nội chưa thấy một cái khu vực bệnh viện nào mà nó thiết kế đẹp và thoáng như thế này đâu. Thật sự rất là thoáng và rộng đẹp. Phải công nhận là như vậy.
khi mà chúng ta đi một cái đường thoáng như thế này rất là thích, và có cái mái che đấy, mái che như thế này cực kỳ là ok. Phía trên này thì có một số cái loài cỏ voi, một số loài cỏ voi và một số cái cây đa dại đã mọc lởm chởm ở đây rồi. Tiếc quá, bệnh viện Việt Đức. Và tôi có thể nhìn xuyên qua cái khu cửa sổ kia. Đây mọi người có thể quan sát này. Wow, tôi có thể nhìn xuyên qua đấy và thấy những cái vật thể bừa bộn ở bên trong đó. Có thể là cái trần thạch cao đang làm dở, nhưng là đã cho dừng rồi. Tôi không hiểu rằng là bệnh viện này có hoạt động nữa không, nhưng mà có lẽ là một thất bại của đầu tư. Đầu tư không có bác sĩ thì đồng nghĩa với cái việc thất bại rồi. Đó là điều hiển nhiên và chắc chắn. Đây là khu bậc cầu thang lên xuống của bệnh viện Việt Đức. Có lẽ mọi người đi vào đây sẽ mỏi chân. Tôi nghĩ là sẽ mỏi chân, vì đây là khu lên xuống này, cỏ này, hệ thống nước này. Hệ thống nước làm gì có gì nữa đâu. Đấy, những cái van này đã tháo hết ra vì không có người sử dụng nước và không có một ai ở trong này. Không có một nhân viên y tế hoặc là một người bệnh nào tới đây. Chỗ khu vực này thì tôi thấy một số cái ráo sắt ở chỗ này vẫn còn để ở đây, nhưng mà không biết là như thế nào. Chắc vẫn có người sơn xi ở chỗ khu vực kia. Nó gần như kiểu dự án ma mọi người. Nó treo khả năng sẽ là rất lâu. Quy mô bệnh viện Việt Đức và bệnh viện Bạch Mai rất là đẹp, nhưng với tôi bây giờ nó là một cái sự lãng phí rất là lớn. Bây giờ thì tôi sẽ đi ra khu vực ngoài kia và trở ra cổng thôi, chia sẻ đến mọi người những cái hình ảnh hoang tàn tại bệnh viện Việt Đức. Có lẽ rằng là khi mà vào đây, mọi người muốn bắt những cái con chuột và một số cái con động vật hoang dã vào bệnh viện Việt Đức thì mọi người sẽ có thể tìm kiếm. Ở khu vực này thì có một cái đèn pha mọi người, cái đèn pha rất lớn, đèn này hàng mấy nghìn watt, rất là lớn. Chữ bệnh viện Việt Đức thì vẫn còn khá là đẹp. Tôi vừa nghe thấy một số loài chim lợn ở đây. Không hiểu rằng đây là một bệnh viện rất lớn hay là một khu trú ngụ của những loài chuột, loài chim, và rất là đáng sợ tại đây. Và bây giờ thì tôi cũng phải quay về thôi. Nếu như cho bạn nào tới đây để thử cái cảm giác ở đây vào ban đêm, sẽ có một cái cảm giác rất sợ hãi. Nếu như đây là một cái bệnh viện, tôi tưởng tượng là một cái bệnh viện ca điều trị ung thư và tự nhiên bỏ hoang tàn như thế này, thì tôi đố những bạn nào mà yếu bóng vía có thể đến đây ngủ tại đây vào ban đêm, bởi vì sẽ có rất là nhiều những linh hồn xác chết tại đây. Và hôm nay thì tôi chia sẻ đến mọi người bệnh viện Việt Đức đã bỏ hoang rất là hoang tàn, và cảnh tượng ở đây nó như một cái bệnh viện ma vậy. Và bây giờ thì tôi xin dừng video clip tại đây. Nếu ai không tin sự hoang tàn của bệnh viện Việt Đức thì hãy tới đây thử cảm giác một lần nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video clip lần sau.